Có cái gì ấy. Mẹ ơi, hình như là tiếng người. Thế để mẹ thử vào xem. Cứ để mẹ thử vào xem. Thế từ nếu một từ người ta như thế nào thì còn phải cứu người ta con ạ. Thế để con đi cùng nó. Ờ, đi với mẹ. Đi nữa này, đây đi đi nội nữa này xuống con này, nữa này thì đấy đi 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 nữa này.
Bác ngồi đây. Mẹ mẹ lấy đồ ăn đâu cho bác? À đây. Đây bác đây. Bác ăn ăn nhãn đi, bác ăn đi. Bác ăn đi, đang đỡ khát nước nữa, mệt xong rồi gì. Bác ơi, sao bác lại ở đây? Tôi ở nhà có gì đâu. Tôi đi nhặt ve chai nắng qua mà đói, không có gì ăn. Thế thì bây giờ sư cũng muộn rồi. Nó muộn đấy thì tôi bác cứ về nhà tôi ăn cơm với mẹ con tôi nhá. Ven biển Quảng Ninh đến Hải Phòng từ đêm nay gió sẽ mạnh lên cấp 7. Hoàn lưu cơn bão vẫn đang có dạng sóng và tâm với sức gió gần tâm bão mạnh cấp 10, giật tới cấp 12. Do mưa lớn, lũ sẽ lên trên nhiều sông ở Bắc Bộ trong 3 ngày tới. Bão đi chậm chỉ 5 đến 10 km một giờ. Mưa sẽ mở rộng ra khắp miền Bắc. Còn bão số 2 đang trong giai đoạn mạnh nhất. Biểu hiện là hoàn lưu. Hương ơi, con ở, con ở nhà, trong nhà nhé. Mẹ đi ra ngoài hang xem là bác với con ở đấy không, thì mẹ cho bác với cái bình mình với chai nước. Dạ. Nha, chứ con ở nhà nhé. Dạ. Thank you.
chết rồi. Hương ơi, con ở nhà trong nhà nhé. Mẹ đi ra ngoài hang xem là bác với con ở đấy không, thì mẹ cho bác với cái mình với cái nước nhé. Chứ con ở nhà nhé. Thank you.
với bà là bà đi đâu rồi nhỉ? Con hỏi con kia.
ngồi đi, đợi cháu một tí nhá. Cô đổ để ăn nhá, khi nào hết lắng rồi hãng đi nhặt tiếp nhá, không mệt đấy. Hãng hả, mới nhặt được có 1.000 đâu. Cô ngồi đi ăn nhá, cháu đi về được ơi. Vâng. Thank you.
uống sữa nữa thôi. Bây giờ là cho sữa. Thế này. Đúng không? Ừ. À, cho trong bớt nhá. Cho bưng đấy. Chai nước cái mì hôm qua mình để đây không còn trong bát đi. Tối nó mới về đây bác hay ngủ là sáng nó lại đi đâu. Mẹ ơi!